Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Chuyện hay trong tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Lê Du Miên mang tựa đề Còn đây bài hát năm xưa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Từ ngày tía tôi nằm xuống, gia đình tôi càng nghèo khó hơn. Thiệt tình, không hiểu sao tía tôi đành đoạn bỏ vợ bỏ con mà đi theo ông bạn chi sớm, để má tôi và anh em tôi khổ như vậy. Tội nghiệp má tôi, làm lụng vất vả đầu tắt mặt tối. Má tôi hễ có ai kêu làm gì thì làm nấy. Ngày mùa thì đi cấy, đi nhổ mạ mướn cho người ta, rồi đi gặt, đi đập lúa. Tối mịt mùng mới về ôm thêm một thúng lúa. Về tới nhà, má tôi còn đốt đèn rê, sảy lúa. Anh em tôi thì ngủ gà ngủ gật. Có tối, má hỏi tôi, con cho em ăn cơm chưa? Mà sao nó ngủ chờ queo rồi kìa? Tôi nhìn má, mồ hôi chảy ướt áo, bùn đất lấm lem trên tóc, mà lòng quặn đau. Tôi mới nói, con cho em ăn cơm nguội rồi má. Mà sao má về trễ vậy má? Em con nó mong, nó chờ miết rồi, nó ngủ luôn á. Tôi không dám nói với má tôi là cơm đã hết, tôi chưa có ăn cái gì. Mà má tôi chắc cũng đã có ăn cái gì đâu. Má tôi ngó về chiếc giường em tôi ngủ, đưa tay quẹt nước mắt rồi ôm tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt má ứa ra, mắt tôi cũng mờ đi. Tôi không còn trông thấy rõ những gì trên khuôn mặt của má nữa. Chỉ còn mùi hăng hăng của bùn, của sình, cái mùi quen thuộc với má con tôi từ ngày tía tôi qua đời. Từ ngày tía tôi không còn thương anh em tôi nữa, tía tôi ra nghĩa địa nằm, anh em tôi bữa đói bữa no. Con ghét tía, tía bỏ đi, để má một mình khuya sớm dậy. Má dạo này ốm mà đen nữa, không còn giống má hôm nào. Con thương má, con chỉ thương má thôi à. Má tôi siết chặt tôi vô lòng, giọng nói nghẹn nấc. Không có được nói như vậy nghe con. Tía còn thương má, thương tụi con lắm. Tía cũng không muốn đi như vậy đâu. Chỉ tại cái số của tía con ngắn ngủn hả? Chắc tía con ở đâu đó cũng đang nhìn má con mình mà khóc. Cái bụng tôi nó cồn cào, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay má tôi lúc nào không biết nữa. Khi thức dậy thì ông mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn cao. Em tôi còn ngủ, nhà êm vắng. Tôi biết má tôi đi làm rồi. Bữa nay người ta kêu má tôi đi nhổ cỏ lúa. Nhìn đứa em vẫn nằm ngủ yên trên giường, khuôn mặt thật ngoan. Tôi lấy tay áo, chùi sơ đám nước miếng trên miệng nó, rồi lững thững bò xuống giường đi ra cửa. Tôi đi ngang qua bàn thờ tía tôi, nhìn tấm ảnh tía tôi cười. Tôi dừng lại thắp nhang cho tía. Dù không có tiền mua gạo, nhưng má tôi lúc nào cũng cố gắng có bó nhang, phải có nhang khói để tía con không lạnh lẽo. Tía con ở dưới khỏe mạnh phù trợ cho má con mình. Tôi cố nhớ lại những ngày tía tôi còn sống, gia đình tôi đỡ hơn nhiều. Những ngày đó chỉ còn trong giấc mơ của tôi thôi. Ngoài xóm, tụi trẻ con đang gọi nhau ơi ới. Những ngày hè này tụi nó hay rủ rê nhau đi tắt cá, đi bắn chim, hay chạy ra đồng thả diều, vui chơi hồn nhiên. Tôi sao không còn ham chơi nữa rồi. Trong đám bọn trẻ ở xóm, tôi là đứa trèo cây hay nhất nên tụi nó hay rủ tôi đi bắt chim lắm. Có bữa leo lên đụng tổ ông nó bay ra chích túi bụi, tưởng đâu tôi té xuống đất rồi. Tôi cố gắng cầm cự tuột xuống, chạy và lao ngay xuống cái đìa gần đó, lặn xuống núp một hồi mới dám ngoi lên. Bữa đó, mặt tôi sưng như cái mâm, má tôi ngồi khóc. Từ đó, tôi tự hứa với lòng là tôi không đi bắt chim nữa. Nắng nhảy múa trên khoảng đất cát reo vui, nhưng trong lòng tôi, nắng làm rối loạn hoang mang. Nắng trong lòng thúc giục tôi phải làm cái gì đó để phụ má, phụ được chút nào hay chút đó để cho em còn đi học nữa. Tối hôm đó khi má đi làm về, chờ cho má tắm rửa đâu đó xong xuôi, tôi dọn cơm lên. Bữa cơm có cá kho với rau muống luộc chấm nước mắm. Gia đình tôi là dân rau giá, nhưng lại thích ăn rau muống. Ba má con tôi
tụ lại, ngồi bên ánh đèn dầu leo lét cùng ngồi ăn. Má tôi gỡ xương cá cho em. Tôi ngập ngừng. Má ơi, con muốn nói với má cái này nè. Má tôi ngạc nhiên, ngừng ăn nhìn hỏi. Có chuyện gì mà bữa nay con ấp úng hoài vậy? Con muốn... Má, con muốn nghỉ học để đi làm giúp má nghe má. Cỡ con bây giờ đi làm được gì con? Mà con tính làm gì để giúp má đây? Con cô không biết nữa, nhưng mà... Thôi ăn cơm đi rồi đi ngủ. Đi ngủ sớm đi. Má còn chút chuyện phải làm. Dọn dẹp chén đũa xong, tôi dẫn em tôi đi ngủ. Đêm đó, tôi không tài nào chớp mắt được. Nằm nhìn hé ra, thấy má ngồi cặm cụi sàng lúa. Đôi tay má thoăn thoắt, thỉnh thoảng má lại ngừng, kéo giặt áo lên lau mặt. Tôi nghĩ là má tôi đang khóc. Tự dưng, nước mắt tôi cũng ứa ra. Má tôi làm việc tới khuya mới dừng tay đứng dậy. Má dặn nhỏ chiếc đèn dầu rồi, tiến về phía giường anh em tôi. Tôi làm bộ nhắm mắt nằm im như ngủ. Tôi nghe tiếng má tôi thì thầm. Trời ơi, Quang ơi, sao không buông mụn xuống hả con? Mũi tha tụi con đi mất rồi. Rồi má tôi thả cái mụn xuống. Cái mụn may bằng giấy thô quá dày để che tối căn phòng hơn. Em tôi cựa quậy, là như thức giấc. Má tôi nằm kế bên nó, vỗ về bằng tiếng hát nho nhỏ. Em gái giường quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dai nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngay rằm. Bài hát này má thường hát ru anh em tôi đã bao năm, nên tôi cũng thuộc lòng. Mỗi lúc giọng hát của má như nghẹn lại, em tôi cũng đã nằm im. Má đưa tay lên quẹt mắt, nhẹ nhàng ra khỏi mùng tiến về phía cái giường ọp ẹp của má. Tôi muốn níu má lại. Má ơi, má ngủ chung đi má. Con muốn được ngủ trong vòng tay yên lành của má mà. Hôm nay má tôi nghỉ làm. Bà lo sắp xếp một ít quần áo cho tôi vô cái bao vải. Má chọn cho tôi bộ đồ tươm tất nhất mà tôi vẫn dành để đi học. Má bảo tôi mặc vô. Hôm nay đám bạn tôi bắt đầu năm học mới. Còn tôi bắt đầu đi làm. Má tôi dẫn tôi tới nhà ông cả Sang ở làng bên. Nhờ có người quen bên đó giới thiệu, ông cả nhận cho tôi vô giúp việc nhà. Công việc đầu tiên là ông giao cho tôi chăm bầy vịt cả ngàn con. Trên đường đi tới nhà ông cả, má tôi dặn dò đủ điều, nào là phải luôn ngoan ngoãn, phải vâng lời, phải biết kính trên nhường dưới. Nhà người ta là nhà giàu có, mình chỉ là kẻ tôi tớ làm công. Sống làm sao cho người ta yêu thương thì mới dễ thở nghe con. Nghe má khuyên nhủ tôi chỉ muốn khóc. Nhìn chúng bạn tung tăng cấp sách tới trường, tôi càng muốn khóc hơn. Tôi nhớ lại năm số năm về trước, cũng cái ngày này má dẫn tôi đi học. Mọi cái lạ lẫm lắm đối với tôi. Bây giờ cũng thế, cũng con đường này, mà sao tôi có cảm tưởng như mới đi lần đầu. Nếu không có má dắt thì chắc tôi đi lạc, không biết lối về rồi. Tôi tự an ủi mình. Cái chuyện này là tôi tình nguyện mà. Má tôi thì muốn tôi tiếp tục học, nhưng tôi đã quyết rồi, nên má tôi cũng chịu theo. Khi đi ngang qua cổng ngôi trường thân yêu cũ, thằng Tâm chạy ùa ra. Quang ơi, tao chờ mày lâu rồi, vô lớp cho tao ngồi kế bên nghe. Ủa, mà cặp mày đâu? Sao mày mang cái bao này vậy? Tôi không trả lời nó, tôi muốn bỏ chạy. Má tôi quay đi, tôi biết má tôi đau lòng lắm. Tôi đi xa rồi, xa hẳn tôi học trò, một sớm thu se lạnh. Tới cổng nhà ông cả, hai con chó bẹt rê nhảy chồm ra sủa gâu câu. Một cô gái sau này tôi biết tên là Thuyên ra mở cửa. Thuyên một cô mẹ, cha Thuyên lấy vợ khác, và Thuyên cũng như tôi được giới thiệu vào làm việc cho gia đình ông cả. Má tôi vào nói chuyện gửi gắm tôi và cảm ơn ông cả đã thương xót cho tôi được tới hầu hạ ông bà. Rồi má tôi ra về. Lúc này tôi mới thấy cô đơn, thấy lạc lõng làm sao. Tôi hối hận, tôi níu tay má, tôi chỉ muốn đi về với má. Nhưng đã bước vào rồi,
phải đi tiếp con đường này thôi. Má tôi bước đi thật nhanh, tôi trông theo có cảm tưởng như là ly biệt. Tôi sẽ sống ở cái nhà này, ăn ngủ ở đây. Nhà má tuy gần mà xa, xa thật rồi. Suốt buổi sáng tôi ngồi ngoài hiên nhà ông cả, không biết làm gì. Tới giờ ăn cơm, tôi phụ với Thuyên dọn cơm lên, rồi đứng hầu quạt cho ông cả dùng cơm. Sau đó, tôi, Thuyên và vài người nữa cùng nhau ăn cơm dưới gian nhà bếp. Buổi chiều tôi lững thững ra bờ ao, giường nhà ông cả thật đẹp, cây cối lớp lan, những chậu kiển ngạo nghễ khoe cái giàu sang phú hộ. Chim chóc hót suốt ngày, tôi vừa đi vừa nghĩ tới em tôi. Em tôi tối nay ngủ chắc nó sẽ nhớ tôi lắm. Tôi đang nghĩ về má, thì nghe giọng hát thánh thót từ phía dưới ao. Ai hát ngoài ao, chừng ngồi giặt áo, dòng họ êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Tôi dừng lại lắng nghe lời hát bồi hồi, lại bài hát quen thuộc này, bài hát đã từng xoáy tận tâm hồn tôi. Tôi nhớ má tôi quá. Tôi ngồi bệt xuống trên con đường lót gạch ngoằn ngoèo từng bậc, người tôi chùng xuống, buổi chiều như tím thẳm hơn với bóng má của những tàn cây. Tôi ngồi đó cho tới lúc trời nhá nhem tối. Thuyên ra gọi tôi vô và chỉ cho tôi chỗ ngủ. Đêm đó có lẽ là một đêm dài nhất trong đời tôi. Sáng sớm hôm sau, một chú gia đình dẫn tôi ra cánh đồng sát bờ con sông, nơi bầy vịt đang kêu cạp cạp. Có con đang rướn người, giơ hai cánh lên cao, vỗ vỗ trong không khí, giống như người ta đưa tay lên dương vai sau một giấc ngủ không đầy. Chú chỉ cho tôi một cái chòi làm bằng rơm. Đây là căn nhà của cậu đây. Sáng cậu lùa vịt đi qua những ruộng lúa đã gặt để cho tụi nó ăn. Chiều lùa về đây, rồi ngủ ở đây để coi bầy vịt nghe. Cố gắng quan sát, đừng có để tụi nó đi lạc, mất vịt đã. Coi chừng ông cả sẽ bắt cậu phải đền nó nghe. Chú nói xong, đi lại chỗ thoi thoải của bờ sông, lượm mấy cái hộp vịt. Đêm vịt nó đẻ, cậu nhớ gom hết vô thúng, sẽ có người ra lấy mang về. Hôm nay cậu đi theo học nghề cho quen nghe. Tôi dạ dạ dân dân cho có lệ, đi chăn vịt thôi mà, có chi là khó. Vài ngày tập việc đã qua, người tiền nhiệm của tôi chính thức bàn giao để đi nhận nhiệm vụ mới. Hắn bàn giao cho tôi cây gậy trúc, trên đầu cây gậy có cột chiếc áo rách. Hắn bảo đây là cây gậy trấn sơn, hắn trao cho tôi gian sang của bầy vịt. Tôi cũng làm bộ trịnh trọng tiếp nhận ấn tín, rồi tụi tôi phá lên cười, cười sặc sụa. Tôi đã bắt đầu thật sự kiếp lang thang trên những cánh đồng. Hằng ngày tôi mong nhất là lúc lùa bầy vịt về chuồng. Khi bầy vịt bắt đầu về tới chuồng thì cũng là lúc tôi nghe văng vẳng tiếng hát của Thuyên. Thuyên có nhiệm vụ mang cơm cho tôi mỗi buổi chiều. Cùng cái nghề tôi tớ, nên tụi tôi thân nhau thật dễ dàng. Gió lái ao bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo. Miền răng tình đằng sơn keo, núi cao em cũng trèo. Sông sâu em cùng lội, mà dạng đèo em cùng qua. Lùa vịt vào chuồng xong xuôi đâu đó, tôi vội vã chui vào chòi nhìn Thuyên cười. Thuyên đang nằm chờ tôi về, thấy tôi chui vô, cô vội vã ngồi lên. Tôi chào hỏi, ủa, sao bữa nay Thuyên đem cơm cho tôi sớm vậy? Thì tôi cũng mong ra khỏi cái nhà lớn đó càng sớm càng tốt mà. Ra đây thấy thoải mái, thở hít không khí trong lành, tôi thấy cậu sướng hơn tôi đó. Đi làm mướn mà, giống như đi ở đợ thôi, có gì mà sướng hả Thuyên? Thuyên nghe tôi nói, cô sụ mặt xuống, không thèm nhìn nữa. Phải, tôi đi ở đợ mà. Tôi biết tôi đã lỡ lời, nên tôi dỗ dành Thuyên. Thì tôi cũng là ở đợ, chứ có hơn gì đâu Thuyên. Thuyên hơn tôi vài tuổi, nhưng người nhỏ nhắn. Thuyên có khuôn mặt thật dễ thương, đôi mắt to long lanh buồn. Để phá tan cái không khí nặng nề vì câu nói hớ của mình, tôi gọi Thuyên. Thuyên ơi! Thuyên ơi! Có gì thì nói đi, gọi hoài vậy? À nè, sao Thuyên cũng biết hát cái bài...
Biết hát thì có gì lạ đâu. Nếu là bài hát khác thì không lạ. Nhưng mà tại bài này là bài ruột của má tôi đó mà. Ủa, má cậu cũng biết hát bài đó nữa hả? Má tôi hát bài đó hay lắm, giật giải thưởng cấp tỉnh lần đó. Thuyên sáng mắt nhìn tôi hỏi dồn. Thiệt hả? Kể tôi nghe đi. Tôi rủ Thuyên ra ngồi trên bờ con sông. Con sông nước chảy êm đềm, những đám lục bình nở qua tim tím lững lờ trôi. Tôi kể cho Thuyên nghe chuyện bài hát duyên quê của má. Ngày xưa lúc má còn là con gái, quê má không phải ở đây, quê má ở miền Đông. Má nổi tiếng xinh đẹp và có giọng ca rất ngọt, nên má được tuyển chọn vào ban văn nghệ xã. Má đã từng tham dự hội diễn văn nghệ cấp huyện. Má đã đem danh dự về cho xã với bài đơn ca duyên quê. Rồi má lại được tuyển vào đội văn nghệ huyện để đi dự hội diễn cấp tỉnh. Lần này thì má hát ca đôi với một chàng thanh niên xã khác. Chàng thanh niên này chính là tía của tôi sau này đó. Cũng dẫn cái bài duyên quê này, tía má tôi được trao giải nhất. Bài ca kỷ niệm của má tôi mà. Nhờ bài ca này mà tình yêu giữa tía và má tôi nảy nở. Họ hẹn hò nhau, họ yêu nhau say đắm. Nhưng tình yêu của họ không được sự đồng ý của hai gia đình. Thuyền ngắt lời tôi. Ủa, sao vậy? Xứng đôi quá mà. Bị cái tuổi kỵ. Má tôi tuổi Dần mà tía tôi tuổi Hợi. Nghe nói đâu Dần thân tị Hợi tứ hình xung gì đó. Không nên thành vợ thành chồng, không thể có hạnh phúc được, sẽ bị đổ vỡ. Ủa, sao cậu còn nhỏ mà rằm dữ vậy? Thì tôi nghe má tôi kể lại, chứ tôi cũng đâu có biết đâu. Mỗi lần mà má tôi nhớ tía tôi, má tôi hay hát bài này lắm. Rồi sao hai người thành đôi vợ chồng vậy? Tía tôi với má tôi mới rủ nhau bỏ trốn về miền Tây này lập nghiệp nè, để có thể được cùng chung sống với nhau. Mà đúng thiệt đó Thuyên, sau khi có hai anh em tôi rồi, tía tôi có bệnh hoài hà, rồi cuối cùng tía tôi chết, chết lúc còn trẻ lắm. Má tôi buồn như chim lá bạn, má tôi khóc hoài hà. Cả hai đứa chúng tôi im lặng hồi lâu. Chiều đang xuống, những đàn trâu cũng đang được lùa về chuồng. Thấp thoáng vài người nông dân quẩy gánh bước nhanh. Thuyền đứng lên. Thôi, vô ăn cơm đi, để chị về kẻo tối rồi, mà cả lại la nữa. Thuyền tự nhiên xưng chị với tôi, nhưng tôi không thích gọi Thuyền bằng chị, tôi gọi tên trỏng thôi hà. Thuyền ra về rồi, tôi lững thững bước vô chòi, nằm dài trên tấm cói, mở miệng lẩm bẩm hát. Gió lai cành đa, anh thương em thật thà. Tôi nằm nghĩ về Thuyên, nghĩ thương cho hoàn cảnh Thuyên. Tôi đúng là may mắn hơn Thuyên, tại vì tôi còn má. Má tôi ở dậy, nuôi lớn anh em tôi. Dù tôi biết mấy năm qua, có vài nơi dòm ngó, nhưng má tôi không chịu. Trên trời đã hiện ra những gì sao? Con trăng đầu tuần lưỡi liềm cũng đã nhô khỏi rặng tre cuối làng. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi mơ màng thấy mình dắt tay Thuyên chạy tung tăng trên cánh đồng, cùng nhau đuổi theo những con bướm muôn màu. Thấm thoát mà tôi đã tới làm việc cho ông cả được 3 năm rồi. Công việc kể ra cũng nhàn, chỉ mỗi tội là cả ngày phải phơi nắng trên những thửa ruộng đã gặt còn trơ lại những gốc rạ và mấy đống rơm. Suốt ngày nhìn đám vịt tranh nhau kiếm ăn, tôi lại nghĩ tới mình. Người hay vật trong cõi đời này cũng vì kế sinh nhai mà phải bươn chải. Mỗi người mỗi vật một cách. Tôi thì bận rộn với bài dịch ngày đêm, không còn thì giờ mà nhớ tới má với em. Mà lạ ghê, dạo này tôi ít nghĩ về má như hôm xưa, mà lại hay nghĩ tới Thuyên. Lúc nào trong đầu tôi hình bóng của Thuyên với chiếc áo bà ba nâu, cái quần đen trúc bao cũng lãng vảng. Hình bóng đơn sơ đó vẫn theo tôi đi khắp những cánh đồng. Tôi đánh mất những cuộc chơi bắn bi, đánh khăn với đám bạn, thì giờ đâu nữa. Lắm lúc ngồi thơ thẩn một mình, nghĩ lại, tôi thấy tiếc làm sao. Chiều nay tôi cho bài dịch về chuồng sớm hơn mọi bữa. Về gần đến chòi, tôi đã nghe tiếng hát thánh thoát buồn của Thuyên.
Thuyên chạy ra tươi cười. Ủa, bữa nay về sớm vậy? Ừ, nhưng không nhớ ngày xưa, lúc cùng tụi bạn vui chơi, buồn cho nên cho dịch về sớm một bữa. Hay mình bày trò chơi nha, Quang thích chơi cái gì? Quang hả? Quang thích chơi bắn đạn. Cái này thì Thuyên không biết, hay là chơi ô quan với chị đi? Ừ, thì ô quan. Chúng tôi hai đứa mò mẫm ra bờ cát, nhặt những hòn sỏi, giả cầu ô quan. Tôi chơi ăn hết quân của Thuyên. Thuyên thua cười gượng. Hết quan tàn dân, thua quân đánh lại. Thôi, tôi không chơi nữa đâu, chơi ô quan không vui gì hết trơn á. Hay mình chơi chi chi giành giành đi. Ừ ha. Tôi xòe bàn tay ra và Thuyên đặt ngón tay trỏ lên ngay giữa bàn tay tôi. Hai đứa cùng đọc. Chi chi giành giành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương ba dương ngũ đế cấp kế đi tìm con chim nắm được. Tôi nắm bàn tay lại thiệt nhanh. Thuyên không kịp rút tay về. Tôi nắm hoài, không buông. Thuyên nhỏ nhẹ. Buông tay Thuyên ra đi. Tôi buông ra. Tôi nói không nhìn Thuyên. Tôi nói trong hơi thở gấp gáp, giọng run run. Tôi muốn nắm tay Thuyên hoài, nắm hoài thôi à. Tối đó, hai đứa tôi nói chuyện nhiều lắm. Mãi tới khuya, Thuyên mới ra về. Ngày hôm sau, không thấy Thuyên mang cơm ra cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi chú gia đình mang cơm tới. Khi chú ra về, tôi mới dở gầm mên cơm ra. Trong đó có một miếng giấy gấp làm tư. Tôi mới mở ra đọc. Tối qua về trễ, bị bà cả phạt. Hôm nay không thể mang cơm cho Quang được. Tôi buồn. Rồi hai ngày, rồi ba ngày, tôi mong Thuyên tới. Ngày thứ tư Thuyên tới, tôi mừng hơn năm xưa má về chợ. Tôi mừng chưa hết thì nghe Thuyên nói. Má Quang bệnh á, bà cả cho Quang về bên nhà một ngày thăm má kìa. Đàn dịch bỏ đó cho Thuyên coi. Thuyên đã bê ra đây một thúng thóc cho dịch ăn. Ngày mai dịch dậm chân tại chỗ. Tôi lo quá, không biết má bệnh làm sao. Tôi muốn bỏ chạy về liền. Thuyên kéo tôi lại, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Bắt con dịch về, nấu cháo cho má ăn đi. Tôi tròn xoa đôi mắt. Ý trời đâu được đâu, ông ta biết thì chết. Thuyên ra chỗ bày dịch tới một con, trói lại đưa cho tôi. Cầm đi, đâu có ai biết đâu. Thuyên chịu tội cho. Tôi lưỡng lự cầm và chạy tắt qua ba bốn cánh đồng để về nhà thăm má. Tôi nói gạt má là ông cả nghe nói má bệnh nên cho má con dịch để má bồi dưỡng. Tôi về ở chơi với má một ngày rồi trở lại làm việc. Một tuần sau, không biết từ đâu mà ông cả phát giác chuyện tôi bắt dịch về nhà. Thuyên nhận tội thay cho tôi nhưng cũng không xoay chuyển được quyết định của ông cả. Đó là tôi và Thuyên bị đuổi việc. Trưa hôm đó, hai đứa tôi khăn gói rời nhà ông cả, không biết đi đâu nữa. Về nhà thì chưa biết phải nói làm sao với má, nên chúng tôi đưa trước đưa sau, lững thững ra bờ sông. Rồi Thuyên hỏi tôi, giờ tính sao đây Quang? Kệ, tới đâu hay tới đó Thuyên ơi, lo gì? Mà thiệt đó nha, tôi không có lo gì hết trơn á. Bây giờ lớn khôn rồi, bộ không kiếm được việc gì làm thì sao mà lo? Tôi săn ống quần lội xuống nước. Nước sông mát lạnh, tôi dục nước rửa mặt. Thuyên nằm ngã lưng trên bờ cỏ, nhìn những cụm mây lờ lững bay. Thuyên hát như đang lạc vào vùng cổ tích, một giấc mơ êm đềm, mượt như nhung. Dăm miếng trầu cai, một buồn câu trắng, một buồn câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp liều tranh, một dừng trăng tròn, một dừng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Tôi ngẩn ngơ chơi dơi trong giọng hát Thuyên. Thuyên đã có người thương rồi phải không? Thuyên cười tủm tỉm. Ừ đó, có rồi. Tôi biết Thuyên nói chơi, nhưng trong lòng tôi vẫn xốn xang. Tôi buồn, tôi không tin ở tai tôi chút nào hết trơn á. Hai đứa tôi lang thang đi hái bình bát. Mấy trái bình bát chín vàng gợi thèm, nhưng không đứa nào muốn ăn. Ở nhà quê trời tối nhanh thiệt, cuối cùng rồi, chúng tôi cũng phải về nhà. Vừa bước vô, má đã hỏi,
bị đuổi rồi phải không con? Dạ, Thuyền cũng bị đuổi nữa má. Tôi giới thiệu Thuyền với má. Má nói với Thuyền, không sao, thì ở đây với má. Má đi làm gì thì bê đi làm cái đó với má mà. Từ hôm đó, Thuyền ở lại trong nhà tôi. Em tôi thích Thuyền lắm, vì Thuyền chịu nó hết mực. Chúng tôi sống thật êm vui, đầm ấm dù trong cảnh nghèo. Tôi ban ngày làm mướn cho người ta, đêm về đi soi cá, soi chim kiếm thêm, vất vả một chút, nhưng cuộc sống dễ thở hơn. Một tối nọ, tự nhiên Thuyên muốn đi theo tôi soi cá. Tôi nói đi đêm đi hôm cực lắm. Thuyên nói, thì cho chị đi theo để biết oan cực như thế nào chứ. Tôi đồng ý, tôi cầm cái vợt dài, còn Thuyên cầm giỏ theo sau. Buổi chiều vừa đổ cơn mưa, nên mặt ruộng xâm xấp nước, cốc nhái kêu inh ỏi. Tôi đeo cái đèn pin trên trán, đi hoài mà chưa kiếm được con gì. Bỗng có tiếng nước động, tôi soi đèn về hướng đó, thì có một chú vịt le le đang cựa quậy. Tôi đưa cái cần vợt ra, chưa kịp chụp xuống thì Thuyên la lên, có chân quan. Tôi chưa biết chuyện gì thì Thuyên đã nhào tới tôi, làm tôi té xuống bờ ruộng. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Rắn! Tôi dùng đứng lên, vừa chợt nhìn thấy con rắn hổ lao đi. Tôi dùng cây cần vợt đập nó chết. Nó cắn chị rồi quan ơi! Tôi nghe mà hết hồn. Tôi chạy lại bên Thuyên, vết răng in sâu trên bắp chân. Tôi xé cái áo thun của tôi để cột ngay trên đùi của Thuyên. Tôi dứt hết, tôi cõng Thuyên chạy thục mạng trên những bờ ruộng về hướng nhà ông Năm thầy rắn. Ông thầy đã lấy nọc độc và rịch thuốc chỗ vết thương. Ông nói với tôi nên đưa Thuyên đi bệnh viện ngay. Tôi lại cõng Thuyên chạy về hướng trạm xá của xã. Nhưng Thuyên nói với tôi giọng đứt quãng. Thuyên khó thở quá, ngực Thuyên đau nhói. Cho Thuyên về nhà má đi. Không được, phải đi cấp cứu cho Thuyên. Cho Thuyên về nhà đi mà. Thuyên khóc, nước mắt nhỏ ấm ấm trên vai tôi. Tôi cũng khóc. Tôi cõng Thuyên về nhà. Trên đường về nhà, Thuyên ghì chặt đôi vai tôi thì thào. Những ngày sống bên má, Thuyên vui lắm. Thuyên sẽ nhớ mãi. Sáng hôm sau, Thuyên vĩnh viễn rời xa tôi. Thuyên nằm đó thân hình tím bầm. Tôi đau lòng quá mà không khóc được. Suốt mấy năm sống gần nhau, mà Thuyên chớ hề nói cho tôi biết tía của Thuyên ở đâu. Muốn báo tin cho ổng mà đành chịu. Bây giờ Thuyên đã mồ yên mã đẹp. Thuyên đi, Thuyên đã mang cả hồn tôi đi mất. Tôi thờ thẫn ngồi một đống, mắt nhìn xa xôi. Má tôi cả tuần ủ rũ, không muốn đi làm. Nhìn thấy tôi bơ phờ, má tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi bước lại bên bàn thờ Thuyên, đưa tay nâng tấm hình lên. Hình Thuyên cười thiệt tươi. Tôi nghe văng vẳng tiếng hát của má từ sau bếp. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta dâng thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sum dày thì đâu khó chi lấp biển và trời. Một đời sum dày, nghe sao mặn đắng ở trên môi. Lời yêu thương còn chưa tỏ mà ước chi chuyện trăm năm trọc cao. Má hát cho tâm sự của má, hay má hát cho tôi? Những giọt nước mắt tôi âm thầm nhỏ xuống trên khung ảnh Thuyên. Tôi thấy nụ cười của Thuyên nhòa đi. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Lê Du Miên với nhan đề Còn đây bài hát năm xưa. Chương trình Truyền hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt.